Bắc Giang, cháy nhà thương tâm, 3 người tử vong. Sáng 16 tháng 6 năm 2024, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết cơ quan này đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 3 người tử vong. Trước đó, vào khoảng 3 giờ 40 cùng ngày, lửa bùng lên tại khu vực để xe đạp điện của tầng 1, số nhà 43 đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang. Ngôi nhà này thuộc sở hữu của một người phụ nữ 43 tuổi, được xây 2 tầng với diện tích 50m². Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động 3 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Do trong phòng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giường, tủ, quần áo, đồ dùng sinh hoạt nên lửa lan nhanh, phát sinh ra nhiều khói khí độc. Sau nhiều nỗ lực, khoảng 4 giờ 30 ngày 16 tháng 6, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến 3 người tử vong, trong đó có người phụ nữ chủ nhà, người con 8 tuổi của chủ nhà và một người đàn ông 47 tuổi. Tài sản thiêu rụi gồm một xe máy, một máy giặt cùng nhiều đồ đạc sinh hoạt của gia đình tại tầng 1 ngôi nhà. Kỳ đà khổng lồ xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đi ăn sáng về, ông Trương Văn Thường, 42 tuổi, ở huyện Bình Chánh, TP, Hồ Chí Minh đã hốt hoảng khi đón một vị khách đặc biệt, một con kỳ đà lớn. Ông phát hiện con kỳ đà này dưới góc tủ trong lúc đang quét nhà. Theo lời kể, khi ông lại gần hơn để kiểm tra thì con vật phát ra âm thanh đe dọa và quất đuôi về phía ông. Sự việc xảy ra vào ngày 14 tháng 6 năm 2024, đến ngày 15 tháng 6, ông Trương Văn Thường đã bàn giao con kỳ đà cho cơ quan chức năng. Ngày 13 tháng 6, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã thả 29 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Các loài động vật được thả gồm kỳ đà vân, chăn đất, rùa răng cưa, rùa ba gờ, rùa núi vàng, khỉ đuôi lợn, khỉ đuôi dài. Số động vật hoang dã này chủ yếu do người dân tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian được chăm sóc cứu hộ tại trạm cứu hộ động vật hoang dã huyện Củ Chi. Các con vật được lực lượng chức năng thả về khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Để tăng cường kiến thức phòng cháy chữa cháy và kỹ năng cứu hộ cho người dân, Trung tâm Giáo dục Cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vừa đi vào hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, người dân sẽ được trải nghiệm những hoạt động chữa cháy, học tập kỹ năng cứu nạn cứu hộ, hóa thân thành những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thực thụ. Chương trình diễn tập tại trung tâm thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Một bạn trẻ chia sẻ, ban đầu khi leo thang dây, bản thân em rất sợ, nhưng nghĩ đến việc có thể gặp phải những sự cố tương tự trong cuộc sống, em quyết tâm vượt qua nỗi sợ để trải nghiệm. Những kỹ năng này rất cần thiết trong cuộc sống, nên em rất vui khi được tham gia chương trình. Từ ngày 15 tháng 6 năm 2024, người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội được trải nghiệm những hoạt động chữa cháy, học tập kỹ năng cứu nạn cứu hộ tại trung tâm này. Ngày 15 tháng 6, sau lễ ra mắt, gần 500 học sinh và người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đã được trải nghiệm Trung tâm Giáo dục Cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Điểm nhấn của trung tâm là mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng cùng với các hoạt động thực hành trực tiếp trên mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo. Tại đây, người tham gia được giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị, phương tiện, vật dụng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, kim cộng lực, máy cắt cầm tay, lăn phun nước, phun bọt, rồng rộc, giá ba chân, dây hạ chậm, thiết bị banh cắt thủy lực, bộ túi nơ cứu hộ, ô tô chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe thang, máy bơm chữa cháy, thiết bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động các loại. Học sinh và người dân được trải nghiệm các tình huống giống với thực tế, giúp họ nâng cao kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy nổ. Với những hoạt động thiết thực này, Trung tâm Giáo dục Cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mang đến nhiều kiến thức bổ ích, giúp người dân nâng cao ý thức và kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm. Những hoạt động này rất bổ ích, bởi vì chúng ta không biết được những sự cố bất ngờ xảy ra khi nào. Đây là những bài học quý giá để mọi người có thể phản ứng kịp thời trong tương lai, một học sinh chia sẻ. Bắc Giang, cháy nhà thương tâm, 3 người tử vong. Sáng 16 tháng 6, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 43 đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, khiến 3 người tử vong. Nạn nhân gồm chủ nhà, con gái 8 tuổi và một người đàn ông 47 tuổi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Kỳ đà khổng lồ xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một con kỳ đà lớn đã được phát hiện trong nhà ông Trương Văn Thường, 42 tuổi, huyện Bình Chánh, vào ngày 14 tháng 6. Con kỳ đà được bàn giao cho cơ quan chức năng. Ngày 13 tháng 6, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã thả 29 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Số động vật này chủ yếu do người dân tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm sau khi được chăm sóc cứu hộ.